XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của channel. Đeo đồng hồ như thế nào cho đẹp? Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, bởi có lẽ chỉ cần vòng chiếc đồng hồ qua cổ tay, bấm khóa và cài khuy là xong. Thế nhưng đó mới chỉ là đeo một thứ đồ trang sức vào cổ tay mà thôi. Còn ngày hôm nay, thế channel sẽ giúp cho bạn cách làm thế nào để đeo một cỗ máy thời gian giúp nâng tầm chiếc đồng hồ cũng như sự tinh tế của bản thân. 1. Không đeo đồng hồ có đường kính to hơn bề mặt cổ tay. Việc chọn một chiếc đồng hồ có kích thước đúng với cổ tay là điều tối quan trọng trong việc chiếc đồng hồ đó có hợp với bạn hay không. Ngay cả khi rất thích một chiếc đồng hồ mà kích thước của nó lại quá to so với cổ tay của bạn, thì tốt nhất là bạn nên tìm một lựa chọn khác. Bởi vì đeo một chiếc đồng hồ quá lố vào cổ tay thì giống như đang đeo một chiếc đồng hồ treo tường lên tay vậy. Có một công thức được truyền tai nhau trên mạng Internet về việc chọn kích thước vàng cho đồng hồ đeo tay mà bạn có thể tham khảo. Chu vi cổ tay chia cho 4,5 thì sẽ ra cỡ đồng hồ tối ưu. Chu vi cổ tay chia cho 4 thì sẽ ra cỡ đồng hồ tối đa. Còn chu vi cổ tay mà chia cho 5 thì cỡ đồng hồ tối thiểu. Nếu như tay bạn gầy, đừng đeo những chiếc đồng hồ dày vì trông sẽ rất nặng nề và giống như là quả tạ treo lủng lẳng trên tay. Hãy chọn những chiếc mỏng hoặc là độ dày vừa phải. Có một kinh nghiệm rất đơn giản mà có lẽ là không phải ai cũng biết. Đó là đừng bao giờ đeo những chiếc đồng hồ có màu sắc vàng chóe nếu như mà bạn vẫn còn trẻ. 2. Đừng đeo những chiếc đồng hồ vàng chóe nếu như bạn còn trẻ. Những chiếc đồng hồ vàng chóe từ A đến Z thì rất khó kết hợp với quần áo và thậm chí còn làm cho bạn bị mất thiện cảm với người khác nếu như bạn vẫn còn trẻ. Nếu như bạn vẫn thích vàng sang chảnh thì xin gợi ý cho bạn là nên đeo vàng hồng, trông sẽ trẻ trung và thanh lịch hơn, đẹp dạng người mà không chói lóa. Tất nhiên là hạn chế vàng hồng từ A đến Z nhé. Có lẽ là việc đeo vòng tay cùng với đồng hồ vẫn là một vấn đề đáng bàn cãi, bởi vì nhiều người cho rằng là như vậy thì sẽ khá là khó coi. Thế nhưng mà với bản thân Thu Hoài thì thấy việc đeo đồng hồ cùng với vòng tay cũng khá là thú vị và cá tính đấy chứ. 3. Kết hợp cùng vòng đeo tay. Dù bạn trẻ hay già, còn đi học hay là đi làm, thì đeo đồng hồ kèm thêm 1 đến 2 chiếc vòng đeo tay thì trông sẽ trẻ trung và tôn lên chiếc đồng hồ mà bạn đang đeo. Tất nhiên là nếu như đã có tuổi thì nên hạn chế đeo những chiếc vòng quá màu mè, bảy sắc cầu vồng. Những loại vòng đeo kèm với đồng hồ thì có thể dễ dàng tìm trên các shop bán online, trên Facebook hoặc về tự làm. 4. Đồng hồ nào cũng thay được dây. Chắc hẳn bạn đã từng băn khoăn vì chiếc đồng hồ định mua có phần mặt đồng hồ mình rất thích nhưng lại có dây vải hoặc là dây thép, trong khi bạn lại thích dây da. Đừng bận tâm vì bạn có thể dễ dàng mua dây khác thay thế với giá tiền dao động từ 100 đến 400 ngàn đồng. Thao tác thay rất đơn giản, bạn có thể nhờ thợ đồng hồ thay hộ hoặc là có thể tự thay nếu như mà biết cách. Với 4 gợi ý nho nhỏ phía trên của channel thì việc đeo đồng hồ tưởng chừng như rất đơn giản hàng ngày có thể lại trở thành cả một nghệ thuật. Bạn có đồng ý như vậy không? Các bạn đang theo dõi channel kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!